Và đây chính là một trong những trái ác quỷ mạnh nhất. Hôm nay, trang chủ lúc tên thuyền trưởng Luffy đang ngủ thì ta sẽ chiếm đoạt cái trái ác quỷ này. Và ta sẽ trở thành bá chủ của vùng biển này. Và ta sẽ trở thành Du Hải Tặc. Cái gầm thấp ấy. Đầu hai cái đâu á. Lấy nào. Đây chính là trái ác quỷ. Bây giờ ta sẽ ăn nó. Trời, người ta đang tràn đầy sức mạnh. Và bây giờ ta sẽ đi lập cho ta gọi là con thuyền của riêng mình. Và ta sẽ tự làm thuyền trưởng, không làm thuyền phó nữa. Đi làm thuyền trưởng thôi. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Thì mình chính là Phong Cận TV đây. Ok, thì anh em thấy skin của mình hôm nay có gì là lạ không nè. Đó, thì mình đang cosplay Luffy anh em ơi. Đó, trong bộ phim thần thoại. Đó chính là cái đó là anime hay là manga tôi nói chung không biết. Nói chung là cái đó tên gì là One Piece, cái gì mà kho báu hải tặc gì đó mình không nhớ nữa. Nói chung là mình cũng ít coi One Piece lắm đó. Kiểu vậy nè. Đó, thì mình đang đóng vai là Luffy á anh em. Đây, còn xin giới thiệu các anh em, đây chính là con thuyền của mình. Đó, anh em thấy cái lá cờ không? Đây chính là cái lá cờ hình cái đầu lâu đang đội cái mũ rơm. Trời ơi, quá giống luôn đúng không? Thì trên thuyền của Luffy anh em là nó có được một cái đầu con cừu ở trước mỗi thuyền nè, thì mình có để nè. Đó. Và giới thiệu với anh em, đây chính là đồng đội của mình. Trời ơi, mà mình bị rơi ra ngoài vậy. Xin giới thiệu anh em, đây chính là đồng đội của mình, đó chính là cái gì vậy? Sao quýnh tôi vậy? Tôi là thuyền trưởng đó nha. Này, dám quýnh thuyền trưởng hả? Dám quýnh thuyền trưởng hả? Xin giới thiệu với anh em, đây chính là vịt xanh đi. Yeah, vịt xanh đi. Ok. Xin giới thiệu anh em, đây chính là vịt xanh đi. Ok. Đúng thì vịt xanh đi, tóc vàng nè. Đó. Nó quá đẹp luôn anh em ơi. Thì ok, bây giờ mình sẽ cùng với anh em đi khám phá thử con thuyền này nó có gì nha. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em nha. Đây chính là cái bao tàu của anh em. Thì chúng ta sẽ đứng ngay, chúng ta câu cá hay chúng ta làm gì đó. À, ôi trời ơi, vịt xanh gì đã phản bội thuyền trưởng, đẩy thuyền trưởng xuống dưới nước. Vịt xanh gì chạy hả? Chạy hả? Ok. Rồi thì chúng ta sẽ khám phá thử nha. Đây chính là phòng ngủ nè anh em, thấy không? Đó, trong phòng ngủ này là có giường ngủ rồi gì cho 4 người nè, nhưng hiện tại là bọn mình chỉ mới có 2 người thôi. Ngủ cái gì vậy? Đâu không? À, còn đây chính là những cái đồ vũ khí đâu nè, đó, súng đồ, súng ống đồ, vịt xanh gì lấy cây súng, cây kiếm hay là cái gì ở đây, đừng có lấy quá lựu đạn. Trời ơi, tàu rồi. Điên hả? Bởi tàu giờ tàu lao. Ở đây còn đây là có bánh mì nè, rồi đồ ăn đồ của mình á. Ui, cái tiếng gì? Đừng có nói là chọi nha vịt. Nổ rồi. Ôi nổ, cái chân chọi dính trên thuyền á, nổ banh thuyền luôn á. Đây okay. Thì anh em có biết cái này là gì không? Đây chính là cái kiểu mà cái đại bác anh em, thì làm cách nào để xài này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Chúng ta chỉ cần lấy một ít lựu đạn nè. Lựu đạn đó, chúng ta sẽ đem đi, chúng ta bỏ vào trong cái này đó, bỏ vào đó, vứt vào nè, không đi ra coi. Rồi chúng ta sẽ bắn bằng cách nào? Chúng ta chỉ cần gạt cái cần này thì nó sẽ bắn nè. Bụp đó, bắn nè, đó rồi rơi, nó rơi xuống dưới biển thì nó sẽ bắt đầu nó phát nổ. Bùm, đó bên kia anh em thấy không nè, bắn nè. Bụp. Ok ạ. Ôi bắn nhiều vậy, nổ banh map luôn giờ. Bùm bùm đó. Đó thì chỉ cần bỏ bơm vào trong đây thì chúng ta bắn nổ nè. Ok. Rồi mình sẽ đi. Thuyền này bắn bom, thuyền này bắn là lựu đạn. Đi xuống dưới hầm nè, chỗ này là ở dưới hầm nè anh em. Đó. Thì xin giới thiệu anh em, đây chính là cái hầm của mình. Thì bọn mình cướp biển á, cho nên bọn mình có được kim cương nè, vàng bạc đá quý nè, thấy không? Đó, rồi cướp nè, đây là chứng nhận thuyền trưởng cấp cao á, hiểu không? Đó, còn anh em biết này là gì không? Thuyền trưởng xin gì? Nè, đây chính là gì ta? Đây chính là trái ác quỷ đó vịt. Đó, đây chính là trái ác quỷ nè anh em. Anh em có biết trong anh vô bị được cái gì ạ? Anh em có biết trong One Piece là nó có trái ác quỷ đó anh em. Đó, thì ở đây mình đang có trồng một trái ác quỷ nè. Anh em thấy nó phát sáng không? Đó, kinh chưa? Thì ăn trái ác quỷ này vô chúng ta sẽ có được sức mạnh cực kỳ mạnh luôn. Nhưng mà cái trái ác quỷ trên thế giới chỉ có 7 trái hay là 8 trái thì mình không nhớ. Nói chung là mình không biết, mình nói đại thôi. Không được, cái này là trái ác quỷ rất là quý giá, không được ăn. Đó. Thì đúng rồi, quên nữa. Thì mình chính là thuyền trưởng của con thuyền này, còn vịt Sanji chỉ là lính trên thuyền thôi mà dám từ nãy dám đi ngang ngang. Là thuyền trưởng. Đi. Ok, thì bây giờ bọn mình với vịt Sanji sẽ đi kiếm cái gì để ăn cái đã, mình đói bụng quá. Vịt Sanji ơi, chúng ta đi câu ít cá để ăn đi không? Đi luôn. Đây nè. Thôi mình xuống mình bắt cá đi nè. Rồi coi mình xuống mình bắt cá bằng súng nè. Một con cá nè. Ê, đi xuống đây bắt cá phụ coi. Đứng trên đó hả? Không có mắt để leo lên ngu gì xuống. Cá. Ui, có con cá bự quá nè. Ui. Ui.
chết nè đó. Ui con cá nhỏ nè, chúng ta sẽ lấy con cá này nữa. Con cá ăn độc lắm. Biết mà, từ mình bắt mấy con cá nhỏ nè. Ui. Ui con cá màu trắng nè, bơi theo tao hả? Bơi theo tao hả? Phi nào mà đi cầm súng bắn cá luôn, hư cấu. Bắt bơi theo tao, tại vì trong đây đâu có dùng cái tay dài được đâu mà dùng, chúng ta phải sử dụng súng thôi. Đây này, ui bị hết nước rồi, Bạn lấy cái móc kéo, lấy cái móc kéo làm cú đấm cao su. Tào lao. Rồi, cú đấm cao su nè. Búp. Đó. Ok rồi, để xem coi chúng ta sẽ lên nướng một ít cá lên để làm bánh mì kẹp thịt cá ăn nha. Để coi có than ở đây nè. Đó. Bỏ vô đây. Cho bếp. Cho vô nè, đang nướng nè. Đó. Ok, thì để xem coi. Đúng rồi. Than làm chi, bỏ than vô nướng lâu lắm, cho quả bom vô. Nướng. Điên hả? Điên cho quả bom. Đúng rồi. Vịt xanh gì? Phụ tôi đem mấy cái thùng này xuống dưới kho coi, để trên đây lộn xộn quá nè. Đem lên trên cái bo tàu đi. Đi. Nè. Đem lên tàu hả? Ok. Đúng rồi. Chứ để đây nhìn nó lộn xộn quá, nó bị tùm lum tùm lá nè. Ok, mình lấy nè, xong rồi mình đem lên nha. Nè, bỏ đây nè. Đó. Mang lên. Sao lên nè. Bỏ vào nè, ok. Ủa sao tự dưng đang để đang yên đang lành gì đấy mang lên trên này làm chi ạ? Đem ở trên này để cho nó gọn, chứ để dưới đó tùm lum tùm la đường đi, không có đường để đi nè, bỏ rồi, đi. Lười lắm, để trên đấy đi, được à, để dưới đấy đi, được, bày đặt mang lên trên này nữa. Lười lắm gì tàu phòng, lười muốn trừ lương không, Tôi là thuyền trưởng nha. Trời ơi. Ok, để vô xem coi cá nướng hết chưa để mình lấy cá nha. Luffy này bay lên kia luôn. Tào lao, ui cá nè, ok quá trời cá luôn. Ui cá nướng nè, ăn không nè, cá nè, ăn đi. Sao mình coi, ok, Thôi. Cá nướng cháy đen thui lùi của gọi là Luffy. Mà Luffy bình thường tưởng thích ăn thịt, sao ăn cá vậy? Luffy ăn thịt, ăn cá hết luôn, đậu phộng, cái gì đâu, tao không ăn được. Hả? Ăn tạp hết, ui còn mấy cái thùng dưới đây nè, đem lên luôn đi. Đây, đây, đây. Thùng đâu lắm vậy? Còn mấy cái thùng ở bên dưới kho nè. Ủa mà cái thùng này chứa gì vậy? Thì mấy cái thùng này chứa lương thực thực phẩm á. Thôi, lương thực thực phẩm bình đặc. Ai đem đây. Hết chưa? Hết rồi, đủ rồi. Rồi okay. Xong, bình thường cái chỗ trên này mình nhớ là chỗ trên này là chỗ để cầm cái tay lái để lái tàu nè. Để hết lên trên này, hết chỗ lái tàu rồi tí lơ hết đường đi luôn. Đâu, cái chỗ lái tàu ở chỗ bên đây nè ông ơi. Ủa lộn hả? Nè, cái này nè, mà đứng đây mình quay cái này nè. Cái gì mà lái tàu mà làm như là đang đua xe vậy nè, phải cả em. Ok. Thôi bây giờ chắc cho tôi buồn ngủ quá. Thôi bây giờ ông ngoài ông lái tàu nha, tôi vô tôi đi ngủ xíu, tôi buồn ngủ quá trời, buồn ngủ quá sáng giờ vậy. Trời ơi, thứ này lười biếng thì trước ngày đi ngủ không à. Tôi là thuyền trưởng, tôi có quyền đi ngủ. Tào lao á, ông tôi lại. Rồi đi ngủ anh em ơi. Được rồi. Hay buồn ngủ anh em ơi, thôi giờ mình đi ngủ nha. Chúc anh em ngủ ngon nha. Rồi với mình buồn ngủ quá. Hay đi ngủ coi nè. Ai trời ngủ ngon nha anh em mà. Ta-da. tên thuyền trưởng Luffy đã ngủ say rồi các bạn ơi. Tốt lắm, bây giờ ta sẽ chính thức thực hiện kế hoạch của mình. Đây chính là trái ác quỷ mà ta đã hằng mong ước bấy lâu nay. Trên trái đất này chỉ có 7 quả, 8 quả, 9 quả. Ủa mấy quả này quên mất rồi. Bạn nào biết thì để lại comment nha. Không cần biết, ta chỉ biết là khoảng có vài trái thôi. Và đây chính là một trong những trái ác quỷ mạnh nhất. Hôm nay tranh thủ lúc tên thuyền trưởng Luffy đang ngủ thì ta sẽ chiếm đoạt cái trái ác quỷ này và ta sẽ trở thành bá chủ của vùng biển này, và ta sẽ trở thành du hải tặc. Yeah. cái gầm thấp ấy, đầu hai cái đâu á, lấy nào. Đây chính là trái ác quỷ. Bây giờ tôi sẽ ăn nó. Trời, người ta đang tràn đầy sức mạnh. Và bây giờ ta sẽ đi lập cho ta gọi là con thuyền của riêng mình. Và ta sẽ tự làm thuyền trưởng, không làm thuyền phó nữa. Đi làm thuyền trưởng thôi.
trời, anh em ơi ngủ đảo quá. Hey, ngủ một giấc đến sáng luôn anh em ơi. Hà sướng gì đâu á. Không biết là vịt Sanji có nấu ăn sáng cho mình chưa ta. Vịt Sanji không đâu rồi. Đồ ăn sáng của tôi có chưa vậy vịt Sanji? Trời ơi, ông vịt Sanji của chúng ta nấu ăn ngon lắm anh em ơi. Ủa ổng đâu rồi ta? Ủa ổng không có ở ngoài biển, để xem coi. Ôi cái gì kia? Ôi trời. Cái thuyền. Oh my god, mình qua mình coi. Cái thuyền của ai bự quá vậy? Tự nhiên dựng kế bên cái thuyền của mình vậy? Oh no. Cái gì đây? Hả? Ủa? Vịt Sanji. Ủa ông là Sanji đây. Ông đứng yên đó chi vậy? Ủa tí cần chết rồi, ai đâu trời quá. Từ nay ta tuyên bố ta sẽ không trở thành binh lính của nơi nữa, mà ta sẽ là thuyền trưởng của con tàu này. Hả? Cái gì? Tại sao ông lại không làm lính của tôi nữa? Ông muốn trở thành thuyền trưởng thì làm thuyền trưởng, nhưng mà tại sao ông lại kiểu mà đến con thuyền kế bên con thuyền của tôi làm gì? Ông tính tấn công tôi à? Đúng, đây chính là con thuyền của ta và ta đã tự trang trí nó. Nhìn đi, đây chính là con thuyền đầu vịt đó. Bởi vì ta quá ghét cái con đầu linh dương kia của ngươi mà ngươi không chịu thay, bây giờ ta sẽ lập con thuyền mới và ta sẽ đã tự làm thuyền trưởng đầu vịt. À, nhưng mà ngươi làm gì có sức mạnh gì giống giống như ta mà ngươi được đòi làm thuyền trưởng? Thế thì ngươi quên mất rằng trái ác quỷ của ngươi đang ở trong tay ai đó hả? Ủa, trái ác quỷ? Bụng ngoài đó hả? Trái ác quỷ hả? Ngươi ăn trái ác quỷ của ta hả? Đâu, ăn rồi. Chết rồi, để mình đi xuống mình xem coi. Ơ, cái gì? Ôi, trái ác quỷ của mình mất tiêu rồi anh em ơi. Oh no. Vậy là Mr. Vịt Sanji đã lấy trái ác quỷ của mình để ăn rồi anh em ơi. Tức quá. Trời ơi, không thể nào mà tha thứ cho tên này được. Mình phải lên. Tức quá mà. Tên kia. Ôi, tức quá mà. Tên kia. Tên vịt đâu rồi? Người đâu rồi? Ra đây. Chuyện ta đây. Người ghen quá ha. Người dám lấy trái quỷ của ta. Được, bây giờ ta sẽ cho con thuyền của người ăn sát. Chỉ gọi là lấy trái quỷ của người mà ta còn có là một con tàu tới tân luôn. Giờ sao cọc nha. Nghe ok không? Rồi, vậy thì ta sẽ tay với người sẽ coi như là không đội trời chung nữa. Người sẽ biết tay ta. Được, để ta một tí đi tên kia. Tức quá. Để mình xem coi. Làm gì? Lựu đạn nè. Đó. Rồi mình sẽ lấy thì mình sẽ gài đạn súng vô. Rồi ok. Chết người ta. Quay tên dịch kia. Gì? Hãy xem sức mạnh của ta đây. Bỏ đạn vô nè. Đó, rồi. Ủa làm gì vậy? Bụp. Đó, nổ. Có đạn không? Tùm, nét thuyền của ngươi luôn rồi. Bùm bùm nét thuyền ngươi rồi. Mày bắn thuyền tao mày. Bỏ vô. Này thì bập nè. Bập. Ôi hắn ta cũng có đại bác nữa anh em ơi. Ui trời chết. À cũng có đại bác nè. Đợi đấy. Đâu đại bác rơi xuống nước rồi. Từ chưa xong. Đừng cười dối. Từ đợi tí. Đó. Nè bắn nè. Bắn này mày bắn tao. Mày ôi chết rồi chơi. Hỏa lực của chúng mạnh quá. Chết nè. Cố lên. Mày bắn. Ủa cà. Ôi nổ. Trời ơi. Người không biết là cái súng người bắn không lên tới nỗi thuyền của ta. Còn thuyền của ta bắn qua là tới chỗ người luôn nè. Banh thuyền nè. Trời ơi, banh cái thuyền luôn anh em ơi. Người đã biết sợ chưa? Đây tao qua với người nè. Thuyền trưởng á, tay dài nè, đó. Solo. Đứng lại. Chạy hả? Chết nè. Người dám chèn vàng, người dám cầm súng hả? À, chạy qua đây, à, trốn. Qua đây, ôi, người đâu? Qua đây. Ôi, hắn ta đâu rồi? Ủa anh em? Ta qua đây luôn nè, ta qua đây tận nơi nè. À, qua thiện đây. Này. Thôi, chạy. Đỡ đạn của ta nè. Đâu rồi, đi rồi. Lụm. Chạy. Chạy hả? Chạy. À, ném bom vào thuyền ngươi nè. Ôi, bom. Ôi, thuyền của ta. Chết nè. Chết. Nhảy hả? Ừ, được. Chạy nè. Chạy đi. Ok, đây, ta đang trên thuyền ngươi rồi. Đó, ném bom. Đó. Ăn bom nè. Ui. Nè. À, nát con thuyền luôn. Trời ơi, bởi cái thuyền Luffy của ta rồi. Đâu không? Chết. À. Ta chạy rồi. Chạy hả? Qua đây. À, qua đây với người. Qua đây. À, thanh niên này gan ha, dám dùng súng bắn ta ha. Có giỏi đánh giảm ta nè. No. Chạy nè. Người đã chết đủ 3 lần rồi. Ôi, chúng ta lên. Chết nè, mày chết nè. Đỡ đạn. Núp hả? Nè, núp đi. Leo cột nè, qua đây.
chạy đâu? Tiếp chạy ạ, chạy ơi, chạy lên rồi, lên cột rồi thanh niên này lúc đưa đạn vào thuyền ngươi, mày nát cái thuyền luôn, dám bắn nát thuyền ta luôn hả? Ghen luôn này, nát thuyền luôn này đó, thấy không no, ta đã chết rồi, thuyền của ta, ngươi dám phá thuyền của ta, nát thuyền rồi, bom nổ nát thuyền ta luôn, ta không còn chỗ trốn nữa. Ta sẽ cướp luôn cái thuyền này. Cướp nè, chết nè. Mày thua luôn, ra coi chừng. Bắn chết nè. Chạy đâu? Chạy hả? Chạy lên đây, chạy nè. Đây tao lên với người nè. Lúc vị. Ôi. Headshot. Người tưởng tao không có súng hả? Đâu súng đâu? Đâu có súng hả? Rồi chết. Cọc rồi nha, bây giờ sao? Cọc rồi nha, bây giờ ta sẽ sử dụng đến năng lực của trái ác quỷ. Cái gì? Ôi, sao ngươi bự vậy? Ôi no. Ai à? Trái ác quỷ biến thành khổng lồ. No. Ghen hả? Móc mũi. Chết. Móc mũi móc lên. À trời. Headshot nè. Headshot hả? Headshot. Năng lực trái ác quỷ. Ăn thịt luôn nè. Chết rồi. Chết à. Ngươi càng bự thì ta càng bắn dễ trúng thôi, không có gì hết á. Núp. Rồi, chết rồi. Lần nữa. Ôi, hết đạn. Hết đạn nè. Rồi. Hắn ta chết rồi anh em ơi. Trời, đậu bông. Oh my god. Đúng là năng lực của trái quỷ này là giúp cho hắn bự lên, nhưng mà có điều là hắn ta đã không biết là chúng ta có súng. Hắn ta càng bự thì chúng ta sẽ càng dễ bắn trúng hắn hơn. Ôi, cái tên vịt Sanji này, cũng may là mình tiêu diệt được hắn rồi. Mệt quá. Trời ơi, bây giờ mình sẽ lấy con thuyền của mình, giờ bể nát luôn anh em ơi. Ôi kệ đi, chắc giờ mình sẽ lấy có luôn cái con thuyền của hắn để mình dùng luôn. Con thuyền của hắn sửa lại chút còn dùng được đó. Ok, cho thêm quả lựu đạn cho cái xác của hắn, cho hắn chết luôn. Chạy. Này thì chết đi, rơi xuống sông luôn đi. Rồi ok. Hắn ta rơi xuống sông rồi anh em ơi. Gieo mình xuống biển sâu rồi kìa. Ok. Rồi nằm ở dưới đó đi. Cái đồ tên phản bội. Ôi trời. Chết đi chứ. Coi như là mình sẽ lấy luôn cái thuyền của hắn luôn. Ok, đồ cái thuyền là thuyền con vịt anh em ơi. Ok bà. Coi như là mình đã tiêu diệt được vịt Sanji rồi. Ôi, đúng là vịt trời mà. Thiệt ơi. Ok anh em thì nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube của bộ ba bá đạo, đó chính là anh Mr. Vịt với lại Timmy TV, để subscribe ủng hộ cho bộ ba bá đạo nha. Ok và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt mọi người nha.